Xin chào, rất vui với tất cả các bạn. Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023, thế giới bàng hoàng trước vụ tai nạn tàu ngầm Titan. Tàu lặn chở 5 người do Ocean Gate vận hành trong lúc tham quan xác tàu Titanic đã bị phá hủy hoàn toàn trong một vụ cò sụp thảm khốc xảy ra trong chưa đầy 20 phần nghìn giây. VFact đã lên một video khá chi tiết về tai nạn này. Anh chị em có thể xem lại với từ khóa VFact 605. Nhưng có một vụ tai nạn bị lãng quên, thậm chí còn kinh hoàng hơn thảm họa tàu lặn Titan. Đó là vụ tai nạn Beaufort Dolphin năm 1983. Trong một khoảnh khắc, mạng sống của 4 thợ lặn làm việc trên một giàn khoan dầu của Na Uy đã bị tước đoạt. Máu sôi lên khi lượng khí hòa tan trong cơ thể họ tăng gấp 9 lần về thể tích. Họ đã nổ tung từ trong ra ngoài, theo đúng nghĩa đen. Một trong số những người đàn ông tội nghiệp đã bị thổi bay, bị xé thành từng mảnh và phóng ra từ một cửa sập nhỏ, nhuộm đỏ bong tàu bên ngoài. Đó là cảnh tượng mà bạn chắc chắn chỉ thấy trong số rất ít những bộ phim kinh dị. Và giống như năm nhà thám hiểm trong vụ tàu lặn Titan, các công nhân trên giàn khoan của Na Uy cũng là nạn nhân của một lỗi kỹ thuật không đáng có. Tất cả họ đều đã già đi rất nhanh và rất thảm khốc. Trở lại năm 1974, giàn khoan biển bán chìm cá heo Beaufort Dolphin được hạ thủy. Với trọng lượng khoảng 3.000 tấn và khả năng khai thác dầu tại độ sâu 6.100m, nó là một đỉnh cao công nghệ thời bấy giờ. Vì là giàn khoan bán chìm nên Beaufort có một phần chìm. Công việc bảo trì phần chìm này thuộc về một đội gồm 4 thợ lặn bão hòa, Saturation Diver. Họ sống và làm việc tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh, tại độ sâu 80m, nơi mà áp suất nước cao gấp 9 lần áp suất khí quyển trong nhiều tuần. Và không, bạn không nghe nhầm và cũng không có lối đánh máy nào ở đây cả. Các thợ lặn này không nổi lên mặt nước thường xuyên, đó là lý do họ được gọi là những thợ lặn bão hòa. Chờ chút, chúng tớ sẽ giải thích. Khi bạn lặn xuống biển, trọng lượng của nước sẽ tạo áp lực lên mọi tế bào của bạn. Áp lực lớn đến mức khí nitơ trong phổi bị hòa tan vào mạch máu. Bạn càng lặn sâu và lâu, càng có nhiều khí nitơ bị hòa tan vào máu và được vận chuyển đến các mô, cho đến khi mà cơ thể không thể hấp thụ thêm nữa. Khi đó, một thợ lặn trở thành thợ lặn bão hòa. Nhưng nitơ vốn trơ và việc nó hòa tan vào máu về cơ bản không thành vấn đề, cho đến khi bạn cố gắng ngồi lên mặt nước quá nhanh. Khi bạn lắc một lon nước ngọt có ga rồi bật nắp, lượng khí hòa tan trong nước nhanh chóng giãn nở và phụt ra bên ngoài thành bong bóng. Đó chính xác là những gì xảy ra khi một người bị bệnh giảm giá, bệnh giảm áp, decompression sickness. Mạch máu xuất hiện bong bóng khi thợ lặn ngồi lên quá nhanh, và vì máu không phải là nước ngọt nên đây chắc chắn không phải là điều tốt. Bong bóng nitơ cản trở sự lưu thông bình thường của máu, gây ra những cơn đau khớp và cơ bắp dữ dội, mê sảng, tê liệt, đau tim và đột quỵ. Giải pháp đơn giản là đưa thợ lặn vào các buồng đặc biệt, nơi mà áp suất được giảm dần về một atmosphere trong nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày, để nitơ thoát ra khỏi mạch máu một cách có kiểm soát. Vấn đề là phương án này không kinh tế và cũng không thuận tiện. Các công ty dầu có vẻ không muốn trả tiền cho các thợ lặn để làm việc trong vài giờ, rồi sau đó ngồi chill, đọc báo, xem tivi vài ngày bên trong buồng giảm áp. Thay vào đó, họ sẽ được kéo lên mặt nước giữa các lần lặn bên trong một thiết bị gọi là chuồng lặn, diving bell, sau đó được đưa vào các khu sinh hoạt. Tất cả mọi thứ đều được điều áp để đảm bảo là dù các thợ lặn đang làm việc hay nghỉ ngơi, họ vẫn luôn ở trong môi trường 9 atmosphere, tương đương độ sâu 80m. Ngoài sự tẻ nhạt và buồn chán, các thợ lặn bão hòa còn phải đối mặt với nhiều sự hiểm nguy. Đầu tiên là chứng mê nitơ, nitrogen narcosis, gây ra cảm giác hưng phấn, mất phương hướng, tương tự như là say rượu. Và còn một vấn đề nữa, tại mực nước biển, áp suất khí quyển vào khoảng 1 atmosphere và áp suất riêng phần của oxy là khoảng 0,21 atmosphere, tương đương với 21% của 1 atmosphere. Cơ thể con người đã tiến hóa thích nghi với nồng độ oxy này. Nhưng khi lặn sâu, áp suất khí tăng lên, đồng nghĩa với lượng oxy mà ta thở cũng tăng lên, gây mất phương hướng, khó thở, mờ mắt và nhiều triệu chứng khác.
đây được gọi là ngộ độc oxy. Đấy, thấy chưa? Các cụ đã bảo là cái gì quá cũng không tốt mà nè. Để đối phó, các thợ lặn sâu thở một hỗn hợp khí đặc biệt được gọi là trimix. Trong đó, một phần nhất định oxy gây ngộ độc và nitơ gây mê man được thay thế bằng heli. Ví dụ, ở độ sâu từ 30 đến 60 mét, người ta có thể sử dụng trimix 19-30, nghĩa là 19% oxy, 30% heli, 51% nitơ. Ở 100 mét, người ta sử dụng một hỗn hợp nghèo oxy hơn là trimix 10-70-20. Nhưng heli cũng có vấn đề của riêng nó. Heli dẫn nhiệt tốt hơn 6 lần so với không khí. Nó tiêu tán nhiệt ra khỏi cơ thể và có thể khiến các thợ lặn lạnh cóng nếu như ở dưới nước quá lâu. Ngoài ra, ở độ sâu trên 300 mét, heli hòa tan có thể gây biến dạng màng lipid, gây ra hội chứng thần kinh cao áp, nguy hiểm không kém ngộ độc oxy. Nhưng các cụ cũng dậy rồi, cái gì cũng có giá của nó. Và cái giá của công việc đặc biệt nguy hiểm, cô đơn và tẻ nhạt này là 1.500 đô la Mỹ một ngày, hơn nửa triệu đô một năm nếu như bạn tính theo kiểu đếm của trong lỗ. Và theo bạn, mức lương này có đáng để mạo hiểm hay không? Rất nhiều người nghĩ là có, gần 40 triệu một ngày cơ mà. Nhưng bạn hãy xem đến cuối video trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng nha. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 11 năm 1983, trong lúc hai thợ lặn người Anh Edwin Coward và Roy Lucas đang nghỉ ngơi trong buồng sinh hoạt, hai đồng nghiệp người Na Uy của họ Bjorn Bergersen và Truls Hellevik trở về sau ca của họ. Chuồng lặn được kéo lên khỏi mặt nước và kết nối vào khu sinh hoạt bởi hai kỹ thuật viên William Cramman và Martin Saunders thông qua một phòng đệm airlock. Theo quy trình, sau khi chuồng lặn được đóng kín, cửa phòng sinh hoạt cũng sẽ được khóa kín ngay sau đó. Điều này đảm bảo rằng cả chuồng lặn và phòng sinh hoạt đang được điều áp sẽ được cô lập một cách an toàn. Sau đó, hai kỹ thuật viên ở bên ngoài, Cramman và Saunders, sẽ xả áp phòng đệm về một atmosphere để tách chuồng lặn ra khỏi phòng sinh hoạt. Quy trình này đã được thực hiện cả trăm, thậm chí cả nghìn lần mà không có một sự cố. Nhưng lần này, sự cố đã xảy ra và nó xảy ra theo cách tồi tệ nhất có thể. Trước khi mà Hellevik ở bên trong kịp đóng cửa sập, William Cramman đã nhả cái kẹp đang giữ chặt chuồng lặn vào bờ sinh hoạt. Nhưng gì xảy ra sau đó là cực kỳ khủng khiếp. Ngay lập tức, khối khí nén chín atmosphere bên trong phòng sinh hoạt nhìn thấy khe hở. Nó thoát ra trong một tích tắc nhanh hơn cái chớp mắt của bạn, tạo ra một vụ nổ giảm áp, explosive decompression, giết chết Cramman và làm bị thương nặng Saunders. Nhưng những gì xảy ra với bốn thợ lặn bão hòa bên trong còn tồi tệ hơn thế gấp nghìn lần. Một thợ lặn nghiệp dư nổi lên quá nhanh từ độ sâu chỉ 10 mét, áp suất chỉ 2 atmosphere, có thể khiến không khí trong phổi của anh ta nở ra, gây vỡ phổi. Trong khi đó, các thợ lặn của tàu Byford đã phải chịu đựng sự giảm áp gần như ngay lập tức từ 9 atmosphere xuống 1 atmosphere, một quy trình mà bình thường có thể cần từ 4 đến 5 ngày. Trong khoảng thời gian đó, áp suất sẽ được giảm rất chậm để từng chút bong bóng nitơ rời khỏi các mạch máu, quay trở về phổi và được thở ra bên ngoài. Trong suốt nhiều tuần, bốn thợ lặn đã hít thở không khí có áp suất tương đương với việc nén toàn bộ không khí bên trong một chiếc Boeing 747 vào một chiếc xe minivan. Khí nén này đã tràn ngập khắp cơ thể họ. Giờ thì bạn hãy tưởng tượng toàn bộ lượng khí nén đó trở về thể tích ban đầu của nó trong tích tắc. Đó chính xác là một vụ nổ không hơn không kém. Kết quả là máu của họ sủi bọt như thể đang sôi. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết xung quanh các mạch máu chính, mỡ trộn lẫn với bọt khí trông giống như bơ nóng hổi trên chảo rán vậy. Nói theo cách khác, máu của những thợ lặn này đã bị đun sôi cấp tốc. Thảm nhất trong số 4 người thợ lặn là Charles Hellevik, khi mà anh này đã phải chịu đựng một trong những cái chết đau đớn và khủng khiếp nhất từng được ghi nhận. Vào thời điểm thảm họa xảy ra, Hellevik đứng ngay bên cạnh cánh cửa sập mà anh sắp đóng lại. Trong khoảnh khắc áp suất được giải phóng, cơ thể anh ngay lập tức bị kéo ra ngoài với một tốc độ khủng khiếp, đến mức nó bị xé toạc thành vô số mảnh và bắn lên cao 10 mét. Trên thi thể của cả bốn thợ lặn,
tất cả các bộ phận đều có vết nứt và vết thương. Vi Phách xin được dịch lại một số đoạn từ báo cáo khám nghiệm tử thi và xin phép không minh họa gì cho phần này. Tổng kết lại, cả hai thảm họa tàu lặn Titan và Bifrost Dolphin đều bất ngờ và cực kỳ thảm khốc. Tuy nhiên, có một sự khác biệt đến mức đối lập nằm ở quy trình vật lý của chúng. Trong vụ Bifrost, áp suất trong buồng đã giảm từ 9 xuống 1 atmosphere gần như ngay lập tức. Mọi thứ bên trong căn phòng, bao gồm cả nội tạng của Helovic tội nghiệp, đều muốn lao nhanh ra bên ngoài. Kết quả là ba thợ lặn Bergerson, Coward và Lucas đã nổ tung từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen. Trong khi luồng không khí thoát ra dữ dội gần cửa sập, tương đương với lực khoảng 25 tấn, đã ép thịt của Helovic xuyên qua thứ mà bạn có thể hình dung như là một ống hút kim loại. Gần địa điểm ngắm sắc tàu Titanic, áp suất bên trong tàu lặn Titan trong khoảng 20 phần nghìn giây đã tăng vọt từ 1 atmosphere lên khoảng 380 atmosphere. Mọi thứ bên ngoài con tàu đều muốn sụp vào bên trong. Kết quả là Titan cùng với những người bên trong nó ngay lập tức bị nghiền nát thành bột nhão. Trở lại với Bifrost, cuộc điều tra ban đầu cho rằng lỗi thuộc về Kramer khi đã thả chiếc kẹp giữ chuồng lặn vào đệm khí nối với khu sinh hoạt của thợ lặn. Tuy nhiên, 26 năm sau đó, vào năm 2008, một cuộc điều tra độc lập đã tiết lộ nguyên nhân thực sự là do lỗi thiết bị. Hệ thống lặn của Bifrost Dolphin có từ năm 1975 đã lỗi thời và không được trang bị cửa sập an toàn. Không có đồng hồ đo áp suất bên ngoài và một cơ cấu khóa liên động ngăn không cho buồng mở ra khi đang được điều áp. Sau cùng, Kramer cũng được minh oan và có thể yên nghỉ. RIP ông! Vụ tai nạn thảm khốc trên giàn khoan Bifrost một lần nữa cho thấy rằng mỗi quy tắc an toàn mà chúng ta có ngày nay có thể đã phải đánh đổi bằng xương máu của người khác. Vì vậy, hãy trân trọng nó khi bạn còn có thể. Anh chị em có suy nghĩ gì về tai nạn này? Mời để lại bình luận bên dưới. Nhưng mọi khi nhớ like video nếu nó hay, đăng ký kênh và rung chuông để nhận thông báo sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.